Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 8 giờ tối, tức là 20 giờ của ngày 19 tháng 5 năm 2020. Xin thưa với các bác thế này, có thể nói rằng là tôi rất là tôn trọng anh Lê Quốc Minh. Anh Lê Quốc Minh hiện nay đang là tổng biên tập của báo Nhân Dân và là phó ban tuyên giáo. Thì tôi rất tôn trọng thế này, bởi vì rằng là có lẽ từ khi anh về làm tổng biên tập của báo Nhân Dân thì báo Nhân Dân đã thay ra đổi thịt, trong vụ Việt Á, báo Nhân Dân không ngần ngại với các chương trình nhận diện năm số của mình. Có những số chỉ rất rõ đây là một cái liên minh ma quỷ, phải nói là như vậy. Nhưng tiếng nói của báo Nhân Dân rất mạnh mẽ và từ đó tạo ra được một cái làn sóng. Những cái hình ảnh video clip ở trên Nhân Dân TV liên quan đến cái số đó thì liên quan đến vụ Việt Á đó đều đạt tới hàng trăm người đến cả triệu lượt xem. Điều đó cho thấy rằng là Nhân Dân rất là quan tâm đến lĩnh vực này và thậm chí những comment ở đó vẫn còn được giữ lại, không hề bị xóa giống như là một số nơi khác. Và vừa rồi, xin thưa với các bác, tại Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, theo tiêu cực, thì bác Tổng Bí Thư của chúng ta đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo và rất nhanh, báo Nhân Dân đã ra cái chuyên mục, có thể nói rằng là báo Nhân Dân đến mục rằng là về viết về Hồ Chí Minh và tư tưởng lấy dân làm gốc. Chúng ta phải trở lại cái bản thể của mình. Đó là ý muốn của bác Tổng Bí Thư của chúng ta. Quay trở lại cái bản gốc. Tại sao bây giờ tham nhũng nhiều thế? Thì xin thưa với các bác, tôi rất nhiều lần tôi giải thích rằng là vấn đề không phải là đảng. Vấn đề rằng là các đảng viên của chúng ta đã xa rời quần chúng, đã xa rời cái tư tưởng lấy dân làm gốc, đã xa rời, có thể nói rằng là những tôn chỉ mục đích của đảng, những người trong túi có thể đảng viên, nhưng thực tế họ không phải là đảng viên chân chính, bởi vì đơn giản họ không nhớ gì tới đảng, không nhớ gì tới lời thề khi vào đảng, và họ hoàn làm sống và làm việc, rời xa những cái tôn chỉ mục đích của đảng, rời xa dân. Trong clip này thì tôi xin chia sẻ với các bác hai bài báo được đưa trên cái trang gọi rằng là Hồ Chí Minh và tư tưởng lấy dân làm gốc, một chuyên mục mới tinh của bên báo Nhân Dân. Và chúng ta để hiểu rằng là phải trở lại cái bản thể của mình, phải trở lại cái gốc của mình, những điều mà Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của chúng ta đã đưa ra. Đây là toàn cảnh của cái chuyên mục này, chuyên mục Hồ Chí Minh và tư tưởng lấy dân làm gốc ở một cái địa chỉ là hochiminh.nhân dân.vn. Ở đây thì tổng hợp là hơn 1.000 bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên báo Nhân Dân. Và trong này tôi có thể trích dẫn cho các bác thấy rằng là tại sao cần có tiếng nói của Nhân Dân. Từ những năm trước, xin thưa với các bác rằng là đây, đây là cái điều mà chúng ta có thể nhìn thấy này. Đây là một bài nâng cao đạo đức cách mạng và quét sạch chủ nghĩa cá nhân, đó, được đăng trên báo Nhân Dân. Thì trong bài này tôi kể trích dẫn cho các bác này, một bài rất là hay và những tư tưởng chúng ta có thể thấy rất gần với bác Trọng. Nhân dân ta thường nói đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Đó là một lời khen chân thành đối với đảng viên và cán bộ chúng ta. Trải qua 39 năm đấu tranh oanh liệt, làm cách mạng tháng 8 thành công, kháng chiến lần thứ nhất thắng lợi, và ngày nay vừa chiến đấu chống Mỹ cứu nước, vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội miền Bắc, nhân dân ta tin tưởng rằng đảng ta lãnh đạo rất sáng suốt, đã đưa dân tộc ta tiến lên không ngừng từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong lịch sử đấu tranh của đảng và trong mọi hoạt động hàng ngày, nhất là trên mặt trận chiến đấu và sản xuất, rất nhiều cán bộ đảng viên đã tỏ ra anh dũng, gương mẫu, gian khổ đi trước, hưởng thụ đi sau và làm nên những thành tích rất vẻ vang. Đảng ta đã đào tạo ra một thế hệ thanh niên cách mạng, gái cũng như trai, rất hăng hái, dũng cảm trong mọi công tác. Đó là những bông hoa tươi thắm của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Nhân dân ta và đảng rất tự hào có những người con xứng đáng như thế. Và Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta đã không ngần ngại mà nói thẳng như thế này. Song bên cạnh đó, những đồng chí tốt ấy còn một số ít cán bộ đảng viên mà đạo đức, phẩm chất còn thấp kém. Họ mang nặng chủ nghĩa cá nhân, việc gì cũng nghĩ đến lợi ích riêng của mình trước hết. Họ không lo mình vì mọi người mà chỉ muốn mọi người vì mình. Do cá nhân chủ nghĩa mà ngại gian khổ, khó khăn, sa vào tham ô, hủ hóa, lãng phí, xa hoa. Họ tham danh trục lợi, thích địa vị quyền hành. Họ tự cao tự đại, coi thường tập thể,
xem khinh quần chúng, độc đoán, chuyên quyền. Họ rời xa quần chúng, xa rời thực tế, mắc bệnh quan liêu, mệnh lệnh. Họ không có tinh thần cố gắng vươn lên, không chịu học tập để tiến bộ. Cũng do cá nhân chủ nghĩa mà mất đoàn kết, thiếu tính tổ chức, thiếu tính kỷ luật, kém tinh thần trách nhiệm, không chấp hành đúng đường lối, chính sách của Đảng và nhân dân nhà nước, chính sách của Đảng và nhà nước làm hại đến lợi ích của cách mạng, của nhân dân. Tóm lại, do cá nhân chủ nghĩa mà phạm nhiều sai lầm. Để làm cho tất cả cán bộ, đảng viên xứng đáng là những chiến sĩ cách mạng, Đảng ta phải ra sức tăng cường giáo dục toàn Đảng về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, về đường lối chính sách của Đảng, về nhiệm vụ, đạo đức của người đảng viên, phải thực hành phê bình và tự phê bình nghiêm chỉnh trong Đảng, phải hoan nghênh và khuyến khích, các bác để ý nhé, các bác để ý đoạn này nhé, phải hoan nghênh và khuyến khích quần chúng thật thà phê bình cán bộ đảng viên, đó, phải hoan nghênh và khuyến khích quần chúng thật thà phê bình cán bộ đảng viên. Chế độ sinh hoạt của chi bộ thì phải nghiêm túc, kỷ luật của Đảng thì phải nghiêm minh, công tác kiểm tra của Đảng thì phải chặt chẽ. Mỗi cán bộ đảng viên thì phải đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng, của nhân dân lên trên hết. Trước hết, phải kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, bồi dưỡng tư tưởng tập thể, tinh thần đoàn kết, tính tổ chức và kỷ luật. Phải đi sâu đi sát thực tế, gần gũi quần chúng, thật sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân. Phải cố gắng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ hiểu biết để làm tốt mọi nhiệm vụ. Đó là một cách thiết thực để kỷ niệm ngày thành lập Đảng ta, Đảng vĩ đại của giai cấp công nhân và nhân dân anh hùng của chúng ta. Đó cũng là một việc làm cần thiết để giúp tất cả các cán bộ, đảng viên đều tiến bộ, góp sức nhiều hơn nữa cho sự nghiệp chống Mỹ cứu nước và toàn thắng, xây dựng chủ nghĩa xã hội thành công. Và được đăng trên báo Nhân dân là số 5409, ngày 3 tháng 2, nhân kỷ niệm thành lập Đảng. Xin thưa với các bác là như vậy. Tôi cũng đã trích dẫn bài này nhiều lần ở trên trang của mình để thấy rằng là Hồ Chí Minh hay rằng những con người đảng viên chân chính luôn khuyến khích người dân phê bình những cái thói hư tật xấu của những đảng viên trong Đảng. Bởi vì nếu không phê bình ấy, thì xin thưa với các bác rằng là những anh chị đó sẽ sa vào những chủ nghĩa cá nhân, họ sẽ tiêu diệt những cái tiếng nói chân chính. Những tiếng nói của chúng tôi rất dễ bị họ dùng những cái bình phong là thế lực thù địch phản động để mà dập tắt, để mà tiêu diệt, thay vì trực tiếp đối thoại, giải trình hoặc song phẳng nói về những cái điều này thì họ im lặng và họ thừa hành và sử dụng những cái quyền lực mà họ có được để mà tiêu diệt những người khác, tiêu diệt những tiếng nói, tiêu diệt những cái người và ngay cả trong hệ thống những đảng viên chân chính. Những người theo chủ nghĩa cá nhân này, biểu hiện của họ là những sự xa hoa, những sự lãng phí và có thể nói rằng là họ giống như là bác Tổng Bí Thư nói, tiêu cực, suy thoái về đạo đức lối sống. Những biểu hiện tiêu cực thì nhiều lắm, nhưng mà suy thoái về đạo đức đó là những biểu hiện của tiêu cực. Chúng ta tập trung vào đấy thì chúng ta thấy rằng là trước khi họ tham nhũng, hoặc là trước khi họ bị phát hiện về tham nhũng, thì những biểu hiện của họ đều rất rõ ràng. Nhà thì to, ví dụ như thế. Xe thì xịn. Các bác có thể thấy rằng là ví dụ như là anh chủ tịch của Hạ Long, của thành phố Hạ Long vừa rồi bị bắt ấy, người ta choáng váng đến căn biệt thự đến hàng trăm tỷ đồng, cả trăm tỷ đồng, và những hàng siêu xe gọi là hàng chục tỷ đồng. Chúng ta cũng nhìn lên những ngôi nhà xa hoa của những bí thư, của những chủ tịch và thậm chí những cán bộ lãnh đạo cấp phòng, cấp sở, cấp huyện. Các bác có thể nhìn thấy đó là những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. Thay vì đứng ra và nói thẳng phẳng rằng là tài sản này ở đâu, có minh bạch không, có rõ ràng không, có chuẩn chỉnh không, thì họ im lặng. Và nếu như chúng ta nói thì họ sẽ nói rằng là thế lực thù địch phải tiêu diệt đó. Ngày xưa cái thời kỳ năm 1969 thì xin thưa trong thời xưa thì xin thưa với các bác rằng là năm 1969 ấy, thì từ những năm đó mà Bác Hồ đã nói như vậy là hồi đó còn số ít, nhưng bây giờ số này có còn là số ít hay không? Tôi cho rằng số này rất nhiều. Chỉ đơn giản như thế này này, các bác đọc tiếp một cái bài nữa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhìn ra và nói rằng là biểu hiện rất rõ ràng và phê bình thẳng thắn. Một bài viết cực kỳ đơn giản, người dân nào cũng có thể nhìn thấy, người dân nào cũng có thể nhận ra. Đó là bài Đáng Khen, xin thưa với các bác, ở trên báo Nhân Dân. Bài Đáng Khen này thì được viết vào năm 1967 vào ngày 16 tháng 3 ở trên báo Nhân Dân số 4724.
Và tôi xin chia sẻ các bác bài đáng khen cực kỳ đơn giản đó. Phê phán những cái điều đó. Nhưng bây giờ chúng ta thấy những bài phê phán như thế này không? Không thấy, đúng không ạ? Chí vị, ví dụ như là đáng khen này là bài nói về đám cưới. Thì xin thưa với các bác rằng là bây giờ chúng ta nhìn thấy rất nhiều những đám cưới của những quan, như là con cái của những quan chức, ở những đám cưới xa hoa, vân vân. Các bác thấy không? Rồi là kinh khủng siêu xe đưa rót, rồi là những bữa ăn gọi rằng là tôi đã có lần tôi làm một cái clip về một vị thiếu tướng mà khi tổ chức đám cưới cho con của mình thì đã thấy rằng là toàn là những bào ngư, những tôm hùm kinh khủng khiếp, những cái sự xa xỉ đến cùng cực. Trong khi người dân thì báo cáo với các bác rằng lúc đó trong mùa lũ họ đang quay quần. Thế mà đấy, những cán bộ đảng viên như thế thì chúng ta, những vị tướng như thế thì có cần giữ hay không? Một bài viết đơn giản của Chủ tịch Hồ Chí Minh thế này. Ở xã Kiến Thủy, ở xã Kiến Bái, Thủy Nguyên thì vừa có hai đám cưới mà cách tổ chức hoàn toàn trái ngược nhau. Đám cưới thứ nhất của anh Lâm và chị Hoan ở hợp tác xã Tam Đông, hai người cùng là đoàn viên thanh niên lao động, được hai cơ quan và chính quyền địa phương giúp đỡ. Hai người đã tổ chức một cuộc vui của mình thật đơn giản, tiết kiệm, có ý nghĩa. Buổi họp thì có khoảng vài chục người, có chén chè xanh, có điếu thuốc, có chút ít bánh kẹo, đặc biệt là món văn nghệ thì thật là rôm rả. Ở thôn Tam Đông cũng như là xã Kiến Bái nói chung, tuy đã có nhiều tiến bộ nhưng vẫn còn nhiều tục lệ ăn uống lãng phí. Trước tình hình mới, cả xã thì đang tiến hành cuộc vận động tiết kiệm lương thực, thực phẩm. Đám cưới của hai đồng chí Lâm và Hoan là đám cưới đầu tiên thực hiện theo tinh thần vận động này, được chính quyền, đoàn thể, bà con, bạn bè rất hoan nghênh. Và đáng chê, đám cưới thứ hai là của anh Vĩnh và chị Nhị ở tác xã Tiên Tiến. Hai người thì đều là đoàn viên thanh niên. Anh Vĩnh còn là giáo viên cấp 1 xã Mỹ Đồng. Đám cưới này tốn mất 2 con lợn, 1 con dê, 1 số gà, hơn 2.000 tạ gạo, hơn 2 tạ gạo, vài chục lít rượu. Cỗ bàn thì có tới 150 mâm, chi phí cả thảy là gần 2.000 đồng. Mỗi người được mời dự ít ra cũng phải mừng khoảng 5 đồng để chủ nhà hòa vốn. Không những thế, do ăn uống kéo dài vài ba ngày thì còn gây ảnh hưởng không tốt đến sản xuất đang trong lúc khẩn trương. Dư luận bà con cũng chê trách hai đoàn viên đó. Người ta còn chê trách các đồng chí ở cửa hàng xuất khẩu Thủy Nguyên không hiểu vì lý do gì mà khi gia đình anh Vĩnh khiêng hai con lợn đến bán, đáng lẽ chỉ bán lại cho một số thịt nhất định để sử dụng theo đúng quy định. Đằng này cán bộ cửa hàng xuất khẩu không những cho cả hai con lợn đem về mà còn cho thêm cả một bộ lòng nữa. Và đám cưới này có mấy điều nên bàn cho ra lẽ. Trong khi cả nước đang thi đua tiết kiệm để chống Mỹ cứu nước, một người vừa là đoàn viên thanh niên lao động, vừa là thầy giáo mà làm trái chính sách như vậy, đồng chí Vĩnh nghĩ thế nào? Lợi dụng việc cưới vợ để phát tài, vì mỗi người được mời phải mừng ít ra cũng 5 đồng, phải chăng như thế là bất liêm, tức là không liêm chính? Trong việc này, phải chăng đảng bộ và chi đoàn thanh niên ở Thủy Nguyên chưa làm tròn nhiệm vụ và giáo dục đồng chí Vĩnh? Còn các đồng chí cán bộ cửa hàng xuất khẩu nên trả lời cho bà con rõ vì lý do gì mà không mua lợn của đồng chí Vĩnh lại còn biếu thêm một bộ lòng. Nghe có vẻ rất vui đúng không? Những câu chuyện từ những năm 1969, tôi và các bác ở đây còn chưa ra đời. Nhưng những cái việc rất đơn giản như vậy nó hiện hiện và bác Hồ cũng đã chỉ dẫn rằng phải trả lời cho nhân dân rõ là tại sao lại mang lợn về mà lại còn biếu thêm cả bộ lòng. Đúng không? Đó, biếu theo bộ lòng. Và cái việc mà tổ chức đám cưới rồi là mừng nước đỏ kia, có phải chăng đó là cái bất liêm? Những cái gì mà Chủ tịch Hồ Chí Minh nói thì bây giờ nó là trở thành một cái gì rất là bình thường. Nhưng nó không phải là bộ lòng, nó chính là con lợn, mà nó là hàng nghìn tỷ, hàng nghìn tỷ đồng. Xin thưa với các bác là như vậy. Hàng nghìn tỷ đồng. Đó, cái sự cấu kết như thế. Những câu chuyện đơn giản của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhưng mà mang ý nghĩa giáo dục rất tốt. Gần dân và phải trả lời với dân cho rõ ràng. Đừng có sợ nhân dân, đừng có coi khinh nhân dân, đúng không ạ? Người dân có quyền lên tiếng. Ngày trước rất nhiều người đã lên tiếng và được lắng nghe, còn bây giờ lên tiếng thì lại bị là thế lực thù địch, thế lực phản động, rất kinh khủng. Họ sẵn sàng quy chụp với kiểu như thế, rất đáng sợ. Và giặc nội xâm, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Bí thư bây giờ cũng đã chỉ rất rõ. Nhưng mà xin thưa với các bác rằng là
lan tỏa những cái điều đó, thậm chí rằng là nhiều nơi, nhiều bộ ngành còn không dám thẳng thắn nhìn nhận vào đấy, làm theo kiểu đối phó, nghĩa là còn tổng bí thư ở đấy thì tôi còn làm cho có, nhưng mà bảo tôi phát biểu bằng và tôi chủ động bảo tôi gì đấy thì còn lâu. Đó. Thế cho nên ấy, tại sao mà tôi sẽ phân tích cho các bác một cái lý do nữa, tại sao vào buổi sáng 5 giờ sáng ngày hôm sau thì chúng ta thấy rằng là phải quét sạch cái này đi. Đó. Và làm thế nào để quét sạch, đúng không ạ? Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi chiều, buổi tối tốt lành.